Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lợn. Các bạn, ngày hôm nay mình nói về chia số thập phân cho số tự nhiên. Thì thứ nhất các bạn phải biết số thập phân là gì. Ví dụ như 7, 1, 2, 8 thì đây gọi là số thập phân. Thì thứ nhất các bạn nhìn vào, các bạn phải thấy có dấu phẩy. Thì trước cái dấu phẩy này, bên tay trái người ta gọi là phần nguyên, bên tay phải dấu phẩy người ta gọi là phần thập phân. Vậy số thập phân gồm có hai phần, đó là phần nguyên và phần thập phân. Ở đó các bạn thấy được cái dấu phẩy thì các bạn khẳng định đó là số thập phân. Ok chưa? Rồi bắt đầu mình lấy ví dụ về phép chia số thập phân cho số tự nhiên. Ví dụ như 2/1 chia cho 7 thì các bạn ghi 2/1 chia 7. Thì đây nè là số bị chia, đây là số chia. Thì các bạn chia bình thường xem như không có dấu phẩy, ý nó là phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên. 2 chia 7 không được, lấy 21. 21 chia 7 được mấy à? Các bạn nhẩm bảng của chung 7 giúp lợi. 21 chia 7 được 3. 21 trừ cho 21 được 0. Rồi, các bạn đếm nè, số các bạn kiểm tra cái số bị chia nè, sao cho phải mấy số à? Một số thì cái phần thương cũng tương tự, một số phải thêm 0. Vậy là mình sẽ ra là 0/3. Ok chưa ạ? Rồi, tương tự các bạn hãy giải bài tập này giúp lợi và comment kết quả ở phía dưới nha các bạn. 4, 5, 7, 9, 3. Rồi, bằng bao nhiêu các bạn hãy comment kết quả ở phía dưới giúp lợi. Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lợi để lỡ khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.